cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và hôm nay thì cửa hàng bên con có một số dòng chớp con muốn giới thiệu được các cô chú mình về sưu tầm. Đây là một số dòng dendro chớp nha cô chú. Và hôm nay thì có Susan. Nói chung là rất nhiều dòng khác nhau, đồng tiền, rồi Gibigon, thanh long lá biên. Và hôm nay thì con mới vừa lách được một số hướng cho các cô chú mình về sưu tầm. Số điện thoại bên con ngày hôm nay là 0908 846 804. Còn địa chỉ cửa hàng thì nằm ở phường 4 Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cái chậu đầu tiên xin giới thiệu các cô chú, đây là cái mặt hoa chớp Susan. Chớp này rất là nét và này chớp luôn cả lưỡi nha cô chú. Đây là dòng Susan nè. Dendro chớp Susan, mã số là mã số 1. Và giá tiền ở chậu Susan ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 1.700.000. Đang có tổng cộng là 2 thân và mầm đang lên rất là khỏe luôn cô chú. Hàng này là hàng thuần chậu rồi. Cây này rất là khỏe nha cô chú, không bị rớt lá luôn á. Cây này là cây Susan nè, rất là lực. Rễ đã ra rễ rất là nhiều. Và ở đây thì cái cộng đầu này đang có một mầm nè. Cái thân mẹ đang có một mầm đang lên cô chú. Cộng đầu đang lên một mầm. Và bên đây thì vẫn còn một mầm nữa. Tổng cộng cái giờ này đang có tổng cộng là 3 mầm nha cô chú. Dendro chớp Susan mã số 1, đa giá là 1.700.000, đang có tổng cộng là 2 thân lớn và 2 mắt đang sưng rất là sáng, kèm theo là có mắt thức đang sưng luôn nha cô chú. Thân dài nhất hiện tại nó đang tỏ ở mức là 18, còn cái mầm này thì được tầm khoảng 10 cm nha cô chú. Thân này đã đứng ngọn rồi nè, chuẩn bị là cái thân này chuẩn bị hoa được rồi. Đây là dòng chớp Susan. Thân lá rất là đẹp, đã xuống rễ thuần chậu rồi. Mã số 1, giá 1.700.000 cho mã 1, Dendro chớp Susan. Tiếp tục chậu thứ hai, đây là một cái dòng chớp Gibigon và cái cây này chớp rất là sâu nha cô chú. Đây là cây Gibigon nè. Cho các cô chú mình về sưu tầm một hoa chớp rất là nét nha cô chú, Gibigon. Với cây Gibigon mã số là mã số 2 ngày hôm nay, cửa hàng bên con bán ra để với giá tiền là 1.500.000 để các cô chú mình về sưu tầm. Đang ở đây là một mầm nè. Bên đây một mầm nữa, tổng cộng là 2 mầm đang sưng mắt nha cô chú. Và cái dòng này là một cái mặt hoa rất là đẹp. Hai mầm đã sinh mất rất là khỏe, cái này đã đứng ngọn rồi, con mới trồng lại đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Đây là Gibigon. Và kích thước của nó hiện tại thì cửa hàng bên con đo được chính xác là 15 cm. Đây là chậu mã số 2, giá tiền là 1.500.000. Đây là dòng chớp Gibigon, mặt hoa chớp rất là sâu và nét nha cô chú. Mã số 2, 1.500.000, Gibigon. Tiếp tục đây là một cái mặt hoa chớp đồng tiền, với cây này là cây màu vàng nhưng mà do không có nắng nên cái hoa chụp không có lên màu nha cô chú. Đây là cây chớp VIP luôn. Cây này mặt hoa chớp khi mà có nắng chụp lên rất là đẹp nha cô chú. Cây này là cây chớp đồng tiền, chớp VIP luôn. Và cái dòng này thì mã số là mã số 3 và con bán ra với giá tiền là 900 nha cô chú. Thân đã đứng ngọn ở đây lên 2 mầm nè, 1 mầm nè, 2 mầm nè, rễ thuần chậu rồi. Đây là dòng chớp đồng tiền, kích thước hiện tại của nó đang tỏ mức là khoảng 10 cm, đang lên 2 mầm, giá tiền là 900 cho mã số 3. Đó, chớp đồng tiền nha cô chú, đã xuống rễ rất là khỏe. Mã số là mã số 3, giá tiền của nó là 900.000. Chớp đồng tiền, chớp VIP. Tiếp tục đây là cái mặt hoa pin tròn của chú mình nhìn không? Mặt hoa rất là đẹp và cái dòng pin tròn thì thân lá rất là to nha cô chú. Cái này là cái pin tròn đó, mặt hoa rất là đẹp nè. Pin tròn. Đây là một cái dòng pin xưa. Và cái cọng pin tròn ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 1.800.000 cho các cô chú mình về sưu tầm. Và kích thước của nó hiện tại cửa hàng bên con đã được là hơn 20 nha cô chú, đang đi ngọn luôn. Giá là 1.800.000. Rất là khỏe, đang đi ngọn nha cô chú, hơn 20 cm. Mắt của nó vẫn còn đầy đủ nha cô chú. Nói chung mà rễ đã xuống rễ rất là khỏe rồi, vẫn còn mắt đầy đủ. Đây là dòng pin tròn, giá tiền của nó là 1.800.000, kích thước là hơn 20. 1.800.000 nha cô chú. Và mã số là mã số 4, đây là dòng pin cánh tròn, pin xưa. Giá tiền là 1.800.000 cho mã số 4. Pin cánh tròn, pin xưa giá 1.800.000 nha cô chú. Và còn chỉ có 1-2 chậu là còn hết hàng rồi. Đây là pin cánh tròn, cây này cũng không có nhiều, hết rồi cô chú. Lâu lâu mới tách ra một lần thôi. 1.800.000 mã số là mã số 4. Và đây còn một cái hướng pin tròn nhỏ 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 rất là dễ thương của chú. Đang có một thân mẹ và cái mầm đang lên rất là khỏe luôn nè cô chú. Đây là dòng pin tròn và nó vẫn còn mắt nha cô chú, vẫn còn một mắt bên kia nữa. Đã xuống rễ rất là khỏe thuần chậu rồi. Và mã số là mã số 5, giá tiền của nó là 700.000 cho mã số 5. Đây là dòng pin cánh tròn nha cô chú. Mã số 5, giá tiền là 700. Và kích thước của nó hiện tại thì bên cửa hàng bên con đo được là tầm khoảng 4 cm đó cô chú. Đây là dòng pin cánh tròn, đây là hướng nhỏ. Giá vài trăm ngàn các cô chú mình về sưu tầm, 700, mã số 5. Tiếp tục đây là mã số 6 và bên hàng bên con mới vừa tách ra được voi cộng bò Long Thành. Mã số 6 nha cô chú, và giá tiền voi cộng này con bán ra là 1.500.000. Đúng nhất một thân thôi, đã đứng ngọn nè cô chú, thấy cây rất là đẹp không? Đây là dòng mà bò Long Thành. Cây này nếu mà tầm 2 năm trước á thì giá tiền nó tầm khoảng 3 tới 4 triệu cộng nha cô chú. Kích thước hiện tại của nó đang tạo mức là 23, đã đứng ngọn và cây rất là đẹp, mã số 6. Đã xuống rễ rất là nhiều nha cô chú. Đây là dòng mà bò chớp Long Thành.
Cây này thì mắc ngoài đủ, và đây là cọng đầu, rất là dễ hoa và cây rất là đẹp nha cô chú. Đây là dòng bò Long Thành mã số 6, giá tiền là 1.500.000, bò Long Thành mã 6, 1.500.000. Và đây là cái dòng mà thanh long, cây này là cây thanh long lá biên nha cô chú. Mặt hoa này giống như cái hoa rồng xanh vậy đó, hoa màu vàng rực cũng rất là đẹp. Thanh long lá biên, giá tiền là 1.200.000, một cộng đầu và một mầm. Cái mầm này nó nhỏ xíu nhưng mà đã chớp là cái lá luôn rồi, biên lá luôn rồi. Khi mà lớn thì lá sẽ đậm hơn. Và kích thước hiện tại đang tầm ở mức là 16 và con bán ra với giá tiền là 1.200.000. Đây là dòng thanh long và cây này là cây thanh long lá biên nha cô chú, giá 1.200.000. Và mã số của nó đó là mã số 7, 1.200.000 cho mã số 7, thanh long lá biên. Và đây là mã số cuối cùng, đó là mã số 8 nha cô chú. Và con cho cô chú mình xem, đây là cái dòng hổ mang chớp. Cái này thì nó có một cái thân mẹ và một mầm. Nói chung là thân cái mầm đang phát triển rất là khỏe nha cô chú. Và đây là dòng hổ mang chớp, cái hướng này thì nói chung là nó nhỏ, còn bán ra với giá tiền là 400. Kích thước cái mầm này 8, còn cái thân đầu tiên là 13, 400.000 nha cô chú. Và mã số đó là mã số 8. Và sẽ cho cô chú mình xem cái mặt hoa của chớp hôn mang luôn. Đây là mã số 8, giá tiền là 400 nha cô chú. Đây là mặt hoa hổ mang chớp nè. Số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Nguyên xin chào cô chú, đây là dòng hổ mang chớp.